Don't think about yourself. Just think about others. Paris, thủ đô nước Pháp, nơi được biết đến với vẻ đẹp thơ mộng và cổ kính bậc nhất thế giới, cũng là nơi hội tụ của nhiều bậc vĩ nhân. Cũng chính tại nơi đây, François Barry Sinoussi đã được sinh ra. Khoảng thời gian theo học tại Đại học Paris, bà làm việc nghiên cứu bán thời gian tại phòng nghiên cứu thí nghiệm ở Viện Pasteur, rồi tiếp tục thực hiện các đề tài nghiên cứu về virus tại đây sau khi tốt nghiệp. Năm 1974, bà bảo vệ thành công luận án tiến sĩ về phân tích việc sử dụng một phân tử tổng hợp có tác dụng ức chế men sao chép ngược để kiểm soát bệnh bạch hầu do virus strain gây ra. Sau khi hoàn thành luận án tiến sĩ, bà quyết định học sâu tiến sĩ tại Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ. Một năm sau, bà trở về Pháp và tiếp tục nghiên cứu tại Viện Pasteur, nơi mà bà gắn bó cả cuộc đời. Năm 1981, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Hoa Kỳ báo cáo về việc 5 người đồng tính nam khỏe mạnh bị nhiễm viêm phổi bất thường. Tháng 9 năm 1982, CDC sử dụng thuật ngữ S để mô tả căn bệnh suy giảm hệ miễn dịch. Thời điểm này, nhiều bệnh nhân bị suy giảm miễn dịch cũng được phát hiện ở châu Âu. Năm 1983, một nhà virus học ở Bệnh viện Paris đã đến phòng nghiên cứu của giáo sư trình bày về retrovirus và đặt ra câu hỏi retrovirus có phải là nguyên nhân gây ra căn bệnh mới bùng phát này. Hai tuần sau đó, giáo sư đã quan sát thấy sự gia tăng đột biến hoạt tính enzyme phiên mã ngược trong tế bào lympho T, phân lập từ hạch bạch huyết của một bệnh nhân hạch to kéo dài. Các nhà khoa học đặt tên các hạt retrovirus nảy chồi từ tế bào lympho T bị nhiễm là virus HIV-1 và xác định đây là nguyên nhân gây ra bệnh AIDS. Việc phân lập thành công virus HIV là một trong những bước ngoặt đầu tiên trong công cuộc chống lại HIV-AIDS. Thành tựu này đã mở đường cho những nghiên cứu chuyên sâu về đặc tính sinh học và sinh bệnh học của HIV, các phương thức dự phòng và phát triển thuốc điều trị. Năm 2008, giáo sư François Barry Sinoussi được trao giải Nobel Y học vì tìm ra virus HIV. Lễ trao giải diễn ra ở Stockholm Concert Hall. Từ năm 1981 đến năm 2022, giáo sư cùng cộng sự đã công bố 294 bài báo khoa học, hơn 270 bài tham luận tại các hội nghị khoa học, 17 bằng sáng chế. Bà còn là giáo sư danh dự, cố vấn khoa học của nhiều trường đại học trên thế giới và giữ nhiều chức vụ quan trọng trong các tổ chức khoa học quốc tế. Năm 1985, giáo sư lần đầu đến châu Phi nhân một hội thảo của Tổ chức Y tế Thế giới tại Bangui, Cộng hòa Trung Phi. Điều kiện khắc nghiệt, cuộc sống khó khăn và bệnh dịch nơi đây đã gây ấn tượng mạnh và khiến bà quyết tâm hợp tác với các quốc gia có nguồn lực hạn chế. Từ đây, giáo sư không chỉ nghiên cứu về HIV mà còn nỗ lực thay đổi thái độ của chính quyền về phân biệt giai cấp, bảo vệ quyền lợi phụ nữ và trẻ em, tham gia các hoạt động cộng đồng và đấu tranh chống kỳ thị để không một ai bị lãng quên hay bỏ lại phía sau. Năm 1988, giáo sư François Barry Sinoussi đến Việt Nam. Trước thời điểm này, Việt Nam chưa phát hiện trường hợp nhiễm HIV nào. Bà tổ chức khóa đào tạo đầu tiên về HIV-AIDS cho các nhà khoa học Việt Nam. Đến nay, giáo sư đã có hơn 20 lần đến Việt Nam và có rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ tại mảnh đất hình chữ S. Giáo sư đã giúp đỡ Việt Nam kết nối với nhiều chuyên gia trên thế giới. Thông qua lời giới thiệu của bà, các cán bộ khoa học Việt Nam có được cơ hội tham gia vào nghiên cứu quốc tế. Bà cũng trực tiếp tham gia đào tạo cán bộ khoa học, hỗ trợ xây dựng mạng lưới hợp tác, nghiên cứu đa lĩnh vực và chuyển giao công nghệ cho Việt Nam. Năm 2009, bà nhận kỷ niệm chương vì sức khỏe nhân dân của Bộ Y tế. Năm 2011, giáo sư François Barry Sinoussi được Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân trao huân chương hữu nghị vì những đóng góp đặc biệt trong xây dựng và phát triển nền y sinh học Việt Pháp và khống chế đại dịch HIV-AIDS. Đây là huân chương cao quý nhất cho người nước ngoài tại Việt Nam. Hướng tới một HIV được chữa khỏi là mục tiêu của các nhà khoa học trên thế giới để thúc đẩy các nỗ lực phối hợp nhằm đẩy nhanh nghiên cứu khoa học toàn cầu, vận động và hợp tác hướng tới phương pháp chữa trị khỏi hẳn HIV. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19, ngày 23 tháng 7 năm 2022, Trường Đại học Văn Lang kết nối với giáo sư và bà đã thực hiện bài giảng đại chúng có chủ đề Bài học từ HIV-AIDS, điểm mạnh và điểm yếu trong ứng phó với đại dịch COVID-19. Bài giảng của bà đã thu hút sự tham dự của gần 400 cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường Đại học Văn Lang và hơn 1.000 người theo dõi qua livestream trực tuyến.
hơn một năm sau, ngày 13 tháng 11 năm 2023, Trường Đại học Văn Lang vinh hạnh đón tiếp giáo sư François Barry Sinoussi đến tham quan, giao lưu trực tiếp cùng cộng đồng Văn Lang trong tọa đàm 40 năm tìm ra HIV và hành trình khoa học vì nhân loại. Trong lần thăm này, giáo sư François Barry Sinoussi đồng thời chứng kiến việc thành lập nhóm nghiên cứu mũi nhọn của khoa dược Trường Đại học Văn Lang, tập trung giải quyết các bài toán khoa học về hóa dược, ứng dụng công nghệ nano trong bào chế dược phẩm và vi khuẩn đề kháng thuốc. Giáo sư đã dành lời khuyên đến nhóm nghiên cứu khoa dược về việc gắn liền nghiên cứu với lâm sàng. Đặc biệt, các nhà nghiên cứu cần phát huy những đặc điểm vốn có của Việt Nam để các nghiên cứu của nhóm có tính đặc trưng, mang lại giá trị thiết thực cho cộng đồng. Với mục tiêu trở thành một trong những trường đại học trẻ được ngưỡng mộ ở châu Á, trong những năm qua, Trường Đại học Văn Lang chú trọng phát triển nghiên cứu khoa học với việc thành lập các nhóm nghiên cứu mũi nhọn có sự tham gia của nhiều nhà khoa học trên thế giới. Theo giáo sư François Barry Sinoussi, nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực sức khỏe không phát triển độc lập mà cần liên kết nghiên cứu đa ngành, đa lĩnh vực. Đây là một lợi thế với trường đại học đa ngành và có nội lực đội ngũ như Văn Lang. Với hành trình hơn 40 năm phụng sự nhân loại, sự nghiệp của giáo sư François Barry Sinoussi là nguồn cảm hứng cho những nhà nghiên cứu đam mê và nuôi khát vọng cống hiến cho cộng đồng. My recommendation for students if they want to become researchers in the field of health, don't think about yourself. Just think about others. Think about patients that are expecting so much from scientific progress and think about the benefits that you can bring to them. Cảm ơn giáo sư đã dành tình yêu cho Việt Nam và tình yêu đó sẽ vẫn còn mãi. Chào mừng giáo sư François Barry Sinoussi đến với Trường Đại học Văn Lang và hẹn gặp lại giáo sư một ngày gần nhất.